Chủ đề hôm nay chúng ta bàn về vấn đề câu nói của Ngài Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và ở hội nghị nâng cao hiệu quả, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước, chủ yếu là các tập đoàn và tổng công ty. Ông có nói rằng bình thường là bốn bốn năm cái sân sau, có những ông quản lý tới 14 đến 15 cái sân sau. Và những ông đấy là ai ạ? Những ông đấy là ai? Chúng ta sẽ phân tích cái sân sau này. Vâng, 14 15 cái sân sau và các tập đoàn, các tổng công ty của ngài Nguyễn Xuân Phúc đang điều hành. Các sân sau ấy thì nó nằm ở đâu ạ? Và hiện nay là các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp của nhà nước và các tổng công ty, doanh nghiệp kinh tế và các tổng công ty của nhà nước đang đang quản lý 3.000 tỷ là tài sản. Chắc là tài sản thì gồm có nhà máy, xí nghiệp, máy móc, thiết bị và bất động sản, đúng không ạ? Là 3.000 tỷ. 3 triệu tỷ. Và tiền mặt là khoảng 1,5 triệu tỷ. Tổng cộng tất cả là doanh nghiệp nhà nước quản lý được khoảng 200 tỷ đô la. 200 tỷ đô la, vâng. Nhưng mà cái đồng vốn đấy các doanh nghiệp nhà nước đã đang vận hành thì không thấy thủ tướng nói rằng nó mang lại lợi nhuận bao nhiêu, không thấy nói, và chỉ nói rằng hiệu quả rất thấp, hiệu quả rất thấp và đang muốn cổ phần hóa. Vâng. Và hôm nay chúng ta chủ đề này chúng ta cũng sẽ so sánh với các bộ thì quản lý các tổng công ty, đúng không ạ? Các bộ quản lý các tổng công ty và đại đa số là vốn của nhà nước là rót vào các tổng công ty. Còn các địa phương thì quản lý cái gì ạ? Vâng, tôi đang đặt dấu hỏi cho các bạn trả lời tôi là các địa phương quản lý cái gì? Và các bạn nói đúng thì tí nữa chúng ta đấy có hai vấn đề chính là các bộ thì quản lý và quản lý các tổng công ty và chủ yếu là vốn và vốn của nhà nước là rót vào các tổng công ty, còn các địa phương thì quản lý cái gì, là chúng ta hôm nay bàn hai vấn đề đấy, bàn hai vấn đề đấy. Vâng, xin chào các anh, chào Hoàng Tuấn Bạch, chào Tuấn Lai. Vâng, 200 tỷ đô la, 200 tỷ đô la tập trung vào các tổng công ty của nhà nước. Tổng công ty của nhà nước thì trước kia có khoảng 12.000 doanh nghiệp của nhà nước. Nhưng bây giờ các anh đã cổ phần hóa hoặc đã gộp nó vào. Và cổ phần hóa thì xuống còn 600 tập đoàn, 600 tập đoàn lớn. Thì cái số vốn mà các tổng công ty đang là nắm giữ, vâng, theo như thủ tướng nói rằng khoảng 200 tỷ đô la, khoảng 4 4,5 triệu tỷ, 4,5 triệu tỷ Việt Nam. 4,5 triệu tỷ Việt Nam thì vốn, vâng, đồng vốn đang vận hành, đồng vốn có nghĩa là vốn di động đấy, thì 1,5 triệu tỷ, còn 3 triệu tỷ kia là tài sản. Tài sản thì đất đai chúng ta có, vâng, đất đai chúng ta có được tính không ạ? Đất đai
đại đa số đất đai của các mặt bằng để làm các nhà máy xí nghiệp của nhà nước hầu như là lấy từ đất của dân ra, đền bù rất ít không đáng kể, đúng không ạ? Nếu có đền bù cũng rất ít không đáng kể. Nhiều trường hợp tức là được thừa hưởng đất cấp không từ ngày xưa để lại thì đất đai là không được tính, và không được tính vào tài sản. Đất đai là của thông thổ quốc gia, không được tính vào tài sản các doanh nghiệp. Vậy thì trừ đi, vâng, trừ tiền đất đi thì tài sản 3 triệu tỷ đấy là còn bao nhiêu? Và còn bao nhiêu là máy móc thiết bị. Và những cái máy móc thiết bị ấy nó vận hành ra những cái sản phẩm như thế nào ạ? Ra những cái sản phẩm hầu như mấy chục năm vừa rồi các vị cập nhật về và các vị mua về, các vị trang bị về những cái thiết bị rất lạc hậu của Trung Quốc. Vận hành thì không vận hành thì cũng chết, mà vận hành thì sống dở chết dở. Vâng. Các công ty gần như chỉ có báo cáo lỗ, và thủ tướng thì không dám nói là lỗ hết, mà chỉ nói là hiệu quả thấp, đúng không ạ? Chỉ dám nói là hiệu quả thấp thôi. Nhưng chúng ta có thể đánh giá được rằng chỉ có lỗ và lỗ, không thể nói là có hiệu quả thấp, chứ chưa nói gì đến đến lãi. Lãi như thế nào thì chắc là không có. Với một cái với một cái bối cảnh tức là quan chức thì tham nhũng đục khoét, tham nhũng đục khoét, chính vì tham nhũng đục khoét và mắc bẫy nước ngoài cho nên giờ nhập các loại máy móc thiết bị về chất lượng kém, không thể cạnh tranh được với hàng hóa của nước ngoài, và hầu như hàng hóa của Việt Nam là từ Trung Quốc tràn sang, do chính người Việt Nam sản xuất, không có gì, không đáng gì, không đáng gì. Vậy thì các tập đoàn của nhà nước làm những cái gì, làm những cái gì ạ? Các nhà máy xí nghiệp làm những cái gì, tung ra thị trường những cái gì, thì chúng ta biết được rằng cái hiệu quả của nó rất thấp, rất thấp, và gần như chỉ có thua lỗ. Vâng, vậy thì các sân sau của các ông thủ tướng không nói rõ, nhưng chúng ta thừa hiểu các sân sau là của các bộ bộ nào cũng kinh doanh. Rõ ràng các tập đoàn là của các bộ, bộ nào cũng có một số các tập đoàn của mình, và ngân sách nhà nước được rót vào đấy. Ngân sách là do ai rót vào? Do Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Tài chính rót vào. Tôi vẫn thường nói rồi, tại sao biết như cái thùng không đáy, chỉ có lỗ và lỗ, tại sao vẫn cứ đi vay của nước ngoài rót vào, vẫn cứ tăng thuế và lấy thuế của dân, vâng, tăng thuế để tăng ngân sách để rót vào những cái chỗ thùng không đáy ấy. Vâng, những cái bộ đấy cũng phải có vấn đề, cũng phải xem xét, chứ không phải là chỉ có mấy bộ y tế và bộ giáo dục đào tạo là chúng ta thấy có vấn đề đâu. Tại sao các anh biết nó lỗ vốn, và nó lỗ vốn, nó hoạt động không hiệu quả, mà các anh vẫn vẫn rót vốn vào đấy thằng bao nhiêu triệu tỷ như thế? Nếu như bao nhiêu triệu tỷ như thế các anh rót cho các doanh nghiệp tư nhân, và rót cho các doanh nghiệp tư nhân thì không bao giờ mất được cả, bởi vì doanh nghiệp tư nhân là người ta thế chấp, những chia nhỏ ra cho các doanh nghiệp tư nhân, và người ta thế chấp bằng tài sản của người ta. Cái cách quản lý ngân hàng bây giờ là người ta dùng thế chấp, người ta mới cho vay. Vì vậy cho nên là không, đối với tư nhân là không bao giờ bị thất thoát không đáng kể, bởi vì bao giờ cũng cũng phải thế chấp tài sản mới được vay. Thì với 4,5 triệu tỷ, và với 4,5 triệu tỷ khoảng 200 triệu đô la mà giải cho các doanh nghiệp của tư nhân thì đất nước sẽ giải quyết được rất nhiều công ăn việc làm, giải quyết được
được mấy chục triệu công ăn việc làm, nhất là nông nghiệp và công nghiệp và sản xuất hàng hóa. Thì nhân dân của chúng ta có phải tha phương nữa không ạ? Và sẽ không phải tha phương nữa. Những người ra đi là những người ra, người ta tìm được những nơi làm việc rất tốt thì người ta mới đi, không thì người ta ở chính quê hương người ta làm. Nếu như những triệu 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 tỷ đấy rót đúng nơi đúng chỗ, rót đúng ngành đúng nghề, đúng cái tiềm năng, đúng cái thế mạnh của người Việt Nam, và rót đúng cái thế mạnh của người Việt Nam thì nền kinh tế Việt Nam nó mới dậy được, nó mới lên được. Chứ chúng ta biết thừa mấy chục năm nay là các tập đoàn của nhà nước luôn luôn bị nước ngoài họ họ họ, họ phê bình, vâng, họ không muốn cho vay một tí nào. Bao giờ họ cũng yêu cầu là các anh phải phải thị trường, và phải thị trường, phải có nền kinh tế thị trường, chứ không được được kinh tế tư bản định hướng xã hội chủ nghĩa. Tư bản định hướng xã hội chủ nghĩa chính là như thế đấy, chính là ở những cái tập đoàn của nhà nước, mà tập đoàn đấy nói thì các vị nguyên thủ nói thì nói thế thôi, phê bình thì phê bình thế thôi, nhưng chính các vị muốn giữ lại, bởi vì nó là sân sau của các bộ đưa vốn vào đấy. Và đấy, như thủ tướng nói là có ông thì 4 5 cái sân sau, có ông thì 14 15 cái sân sau, có 100 600 cái tổng công ty thì chia ra là hết thế ạ. Vâng, chia ra cho bằng ấy bộ thì là sân sau của các ông ấy hết. Và khi đã là sân sau thì nó là nhóm lợi ích, nó không mang tính chất phục vụ cho quốc gia. Và chính nó tiêu tốn ngân sách của quốc gia, mà nó còn làm cho các bộ không còn thấy được cái nhiệm vụ của mình nữa, quên hết cả nhiệm vụ của mình, chỉ tập trung vào mấy cái kinh doanh ấy thôi. Ví dụ bộ văn hóa thể thao du lịch thì cũng chỉ tập trung vào mấy cái chỗ du lịch thôi, cũng mới quên vấn đề làm văn hóa thể thao cho toàn đất nước, cho mỗi người dân phải tham gia vào văn hóa thể thao, và cậu quên hết cái nhiệm vụ. Bây giờ hỏi các ông bộ trưởng, cậu không thể biết được là cái nhiệm vụ chính của cậu ấy làm cái việc gì, mà cậu lên diễn đàn cậu chỉ báo cáo rằng chúng tôi là đầu tư, và chúng tôi đầu tư vào mấy cái khu du lịch lớn như Hội An, như Vịnh Hạ Long, và như 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 cố đô Huế, và đầu tư ít nhưng mà lãi 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 cao, và lãi được mấy nghìn tỷ, công mới sẽ bị, và tập trung vào với vấn đề. Qua cái việc báo cáo của công thì chúng ta biết được rằng là công chỉ tập trung vào đi kinh doanh thôi, còn các vấn đề khác công không hề hoạt động gì. Ví dụ như 54 dân tộc, cái nền văn hóa của họ như thế nào, cái sự sống của họ ra làm sao, và cái duy trì nòi giống của họ ra làm sao, nền văn hóa của họ có duy trì được không, và hiện nay họ đang lặn lội ở đâu thì công không thể biết. Và công không thể biết bởi vì sao, công cho đấy không phải là như công quên quên cái nhiệm vụ của công ấy, và công không ngăn chặn những cái tệ nạn xã hội. Phụ nữ thì suốt ngày đi cầu may, đi chùa đi chiền, quên hết cả cái nhiệm vụ làm kinh tế. Trẻ em thì chui vào những cái game bạo lực, ông cũng không ngăn chặn được game bạo lực. Vì vậy cho nên cái lớp trẻ của chúng ta là bị khi lớn lên thành bạo lực hết, vâng, sẵn sàng rút dao ra đâm chém nhau, vâng, học sinh thì sẵn sàng đánh nhau trả thù nhau. Những cái đấy là nhiệm vụ của Bộ Văn hóa thôi, vâng, Bộ Văn hóa Thể thao này. Còn nông nghiệp thì sao ạ? Vâng, nông nghiệp thì canh bỏ rơi nông nghiệp. Nông nghiệp không đầu tư, nếu như những cái nghìn tỷ ấy mà đầu tư cho nông nghiệp, đầu tư cho chế biến sau thu hoạch, dự trữ hàng hóa để chế biến dần, thì nông dân đâu đến nỗi phải khóc ròng mỗi một mùa thu hoạch. Được mùa thì mất giá, mà được giá thì mất mùa, nông dân bỏ đồng ruộng, tha phương khắp chốn. Và để lại những cái miếng đất, người ta để lại những cái miếng đất màu mỡ cho các tập đoàn gì ạ, tập đoàn bất động sản,
Tập đoàn bất động sản đấy thì nó có liên quan đến các tỉnh đấy ạ, tôi gợi ý cho các bạn luôn. Nó có liên quan đến các tỉnh đấy. Cũng có bô có phần cả đấy. Và vâng, các doanh nghiệp của những cái sân sau đấy và những cái sân sau ấy là của các bộ. Bộ Y tế cũng có sân sau, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, bộ nào cũng có hết. Bộ Công thương và Bộ Công thương cũng rất nhiều sân sau. Bộ Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Văn hóa Thể thao đều có các sân sau hết. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái thể chế của Việt Nam từ từ thời mới và cái thể từ thời mới khi mà không còn đánh nhau nữa, quay ra làm kinh tế thì các bộ nghiễm nhiên được điều hành trực tiếp các công ty sản xuất hàng hóa, và đến bây giờ thì nó trở thành các tập đoàn sản xuất và sản xuất kinh doanh các loại. Thì đương nhiên, và đương nhiên là khi khi kênh điều hành thì cái vấn đề quản lý của cái thể chế này nó rất yếu kém, và dần dần khi quyền ở trong tay, tiền ở trong tay thì người ta sẽ biến biến nó thành cái lợi ích nhóm, phục vụ làm giàu cho cái nhóm. Và chúng ta thấy được rằng chủ yếu là các tập đoàn đấy là phục vụ cho các nhóm lợi ích, và các tập đoàn đấy là không có sự cạnh tranh và được bảo kê bằng bằng pháp luật, được bảo kê bằng giới quan chức. Vì vậy làm thế nào cũng được, và lỗ vốn cũng được, lỗ vốn báo cáo khéo là xong, và xin xỏ, và nó gọi là cơ chế xin cho. Không nhiều tập đoàn không thể báo cáo nổi, không thể báo cáo nổi và không không cần hạch toán là lỗ lãi như thế nào, bởi vì nó quá khổng lồ, nó dồn vào. Và cuối cùng thì cũng chỉ xử trảm một vài tập đoàn thôi, chứ bây giờ xử trảm thì xử hết. Vâng, thì mấy khóa vừa rồi thì các vị ấy có nghĩ ra cái cách, tức là cổ phần hóa tài sản của nhà nước, nhưng với một cái cơ chế cổ phần lạc hậu, và tự các vị đấu giá với nhau thì cổ phần nó sẽ đi về đâu, nó đi về đâu? Rất nhiều trường hợp cổ phần đấy nó biến tướng và nó rơi vào tay của nhóm lợi ích, nó rơi vào tay nhóm lợi ích. Gần đây nhất là cái vụ cảng Quy Nhơn này, một cái cảng rất lớn như thế mà nó chỉ rơi vào tay một vài người thôi. Vậy thì cái vấn đề cổ phần hóa của chúng ta là nguy hiểm. Vâng, là nguy hiểm. Vâng, cái cổ phần hóa, cái nào có thể cổ phần hóa được thì rơi vào tay nhóm lợi ích. Các vị đánh giá rất thấp, các vị đánh giá rất thấp giá trị của nó, các vị không tính cả công nợ vào đấy thì các vị cổ phần hóa làm sao được. Các vị tính cả cổ phần hóa và cả cổ phần cả công nợ vào đấy thì ai dám mua của các vị, ai dám mua của các vị? Và các vị tính giá trị rất thấp, giá trị rất thấp, thậm chí giá trị đất đai các chị vị chỉ tính vào cái giá trị đất đất như là áp giá đất của nông dân thôi. Đấy, nếu như có thể cổ phần được thì những cái cổ phần đấy đều rơi vào tay của. Còn những người hẳn hoi, người ta không mua cổ phần đấy, bởi vì sao ạ? Bởi vì nếu như những người khác mà nhảy vào thì cái cổ phần đấy phải có, người ta tính cả cái nợ lần vào đấy, mà tính cái nợ khủng vào đấy thì ai dám mua cổ phần của của cái doanh nghiệp nhà nước? Vậy thì những doanh nghiệp cổ phần được đều là những doanh nghiệp biến tướng và rơi vào tay nhóm lợi ích, nhóm tư nhân lợi ích sau sau những người có quyền ra những cái quyết định đấy.
và một số tổng của tổng công ty cũng không muốn cổ phần. Và nếu mà cổ phần thì không còn cổ phần hết, hoặc là cho thư tư nhân thuê lại hết thì cũng không còn cái sân sau nữa. Không còn sân sau nữa của các vị, thì các vị lấy lý do gì mà các vị rót vốn vào đấy nữa? Các vị không cần đến vốn thì các vị đi vay vốn nước ngoài về làm cái gì? Các vị cần gì phải huy động 5.000 năm vâng 500 tấn vàng ở trong dân ra làm cái gì nữa? 500 tấn vàng của nhân dân ra. Theo như chúng ta hiểu thì nhà nước là chỉ có điều hành thôi. Vậy thì nhà nước cần gì phải vốn? Điều hành thì công chỉ lấy ngân sách, lấy tiền thuế, tiền khai thác khoáng sản công đưa vào công điều hành. Chứ cần gì phải vốn của dân vào làm cái gì nữa? Vậy thì công huy động vốn cho các tập đoàn tham nhũng, mà cho các tập đoàn tham nhũng thua lỗ triền miên đấy, cho những cái thùng không đáy ấy. Thì 500 tấn vàng của dân nếu như bỏ ra thì có lấy về được không ạ? Có lấy về được không ạ? Sẽ không bao giờ lấy về được. Và nhà nước có cần phải làm cái việc đấy không ạ? Không cần phải làm cái việc ấy. Bởi vì các doanh nghiệp tự nó vận hành. Nó cần vốn thì nó phải tự nó bán cổ phần. Tự nó bán cổ phần, tự nó huy động vốn. Và nó dùng uy tín của nó. Cũng giống như tư nhân cũng phải như thế chứ. Làm gì cần gì nhà nước nào phải đi vận. Bây giờ nhà nước mà đi vận động huy động vốn về cho dân. Vâng, cho dân. Thì có nhà nước nào đứng là đi huy động vốn về cho dân không? Nhà nước chỉ tạo cái luật thôi, chỉ tạo cái luật, tạo cơ hội để cho các doanh nghiệp giao lưu với và giao lưu với những nhà đầu tư, ví dụ những cái sàn chứng khoán ấy là các doanh nghiệp giao lưu huy động vốn ở trên đấy, và trong huy động vốn thị trường vốn đấy thì có vốn trong nước và vốn ở nước ngoài. Vâng, tôi đọc bình luận của các bạn một chút. Hùng Điêu Linh vừa đá bóng vừa thổi còi thì chả còn cha con về sân nhà đá với nhau thôi, nên không có ai chơi với Cộng sản cả. Không có ai chơi nhưng người dân Việt Nam vẫn phải chơi đấy bạn ạ. Vẫn phải chấp nhận cái chuyện đấy đấy ạ. Cổ phần mấy thằng giám đốc to mua hết cảng Quy Nhơn, công ty bóng đèn điện quang. Nghiêm Sơn Sánh báo cáo và chém gió trên trời. Vâng, cái báo cáo cái nói chuyện của ông Nguyễn Xuân Phúc thì qua cái việc ấy thì chúng ta mới thấy rằng một cái hệ thống điều hành đất nước ở cái tầm 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 thấp và tầm thấp nguyên thủ của các trên thế giới người ta làm việc, và người ta làm việc nó phải có làm việc trong cái làm việc quốc gia, nó phải xứng tầm của quốc gia, nói những cái việc nó lớn lao. Còn những cái việc như ông Nguyễn Xuân Phúc nói ra là cái bộ máy, nhất là các tập đoàn kinh tế của Việt Nam nó quá trầm kha rồi. Nó quá trầm kha rồi. Và ông cũng chỉ nói được đến thế thôi. Trần Đăng Quang dù nó thế nào nó cũng chỉ là những cái vòi trong một con bạch tuộc thế anh. Vâng, đúng ạ. Vâng, cái cách giải quyết rốt ráo tận gốc thì phải kinh tế thị trường là đúng đấy ạ. Vẫn kinh tế thị trường. Còn các doanh nghiệp, các tổng công ty của nhà nước cần phải, Việt Nam không cần nóng. Không cần lắm làm cái gì cả. Trong bối cảnh quản lý yếu kém thì không cần lắm.
Bởi vì nền kinh tế của Việt Nam, nền kinh tế các loại công nghiệp, các loại khó làm nhất, các loại khó làm nhất thì nhà nước cũng không làm nổi, không có khả năng làm, không có khả năng làm. Nhưng các nước họ, các nền văn hóa, các nền kinh tế lớn trên thế giới, các nền công nghiệp hiện đại trên thế giới, người ta đã có cả rồi. Những cái khó làm nhất thì mình không không thể làm được, mình bỏ hàng, mình không làm lâu nay rồi, thì cái những cái đấy tốt nhất là nhập về. Ví dụ như luyện kim là tốt nhất là nhập về. Chúng ta chỉ đi vào một số cái chúng ta chỉ tập trung cho tư nhân phát triển, phải định hướng hoàn toàn cho tư nhân phát triển, đầu tư cho nền kinh tế tư nhân thì Việt Nam sẽ phát triển, giữ được vốn, và từ đấy họ nâng lên, họ phát triển lên thành các tập đoàn. Nhà nước chỉ ra những cái chính sách tạo cơ hội cho người ta cổ phần hóa, tạo cơ hội cho người ta huy động vốn, tạo cơ hội cho người ta cạnh tranh được với thị trường. Ví dụ như bây giờ cái ngành rượu, và ngành rượu muốn có rượu ngon, muốn có rượu chất lượng thì phải tạo cơ hội cho các doanh nghiệp làm rượu, cho vay vốn và ưu đãi cho, chứ siết chặt họ đủ các loại thuế, đủ các loại thuế, đủ các loại kiểm tra giám sát. Nhưng tư nhân, nhưng thị trường rượu trôi nổi thì không ai kiểm tra cả. Vậy thì những doanh nghiệp làm rượu làm sao cạnh tranh được với cái thị trường trôi nổi ấy? Vâng, có cái doanh nghiệp cờ bạc ở Hồng Kông ấy, tôi xem từ cái thời xa xưa, tức là từ cái thời cách đây 100 năm rồi. Khi các nhà chức trách đến thu thuế thì cái ông chủ của cái hãng ấy, cái hãng cờ bạc đấy, nói thẳng với người thu thuế rằng nếu như các vị giải quyết được những cái ổ cờ bạc không giấy phép thì chúng tôi sẽ nộp thuế bao nhiêu, chúng tôi nộp thuế cho anh. Anh muốn thu được thuế của chúng tôi thì anh phải giải quyết hết các doanh nghiệp không có giấy phép đi. Thì lúc bây giờ công bằng, anh nào cũng phải có giấy phép, lúc bây giờ mới là cạnh tranh công bằng. Cạnh tranh công bằng thì sẵn sàng người ta nộp thuế. Thì tương tự như vậy trên thị trường của Việt Nam cũng thế. Những người đứng đắn nhất là những người lập doanh nghiệp, những người xây dựng thương hiệu, những người chịu sự kiểm soát của nhà nước và người ta đóng thuế rất cao. Nhưng người ta không thể cạnh tranh được với thị trường trôi nổi ở bên ngoài, nó quá lớn luôn, quá khổng lồ luôn, và nhà nước gần như là buông lỏng. Anh muốn thu thuế của người ta mà anh để cho cái thị trường đen nó bóp chết, nó chiếm thị phần thì người ta làm sao được. Và cho nên mới có cái chuyện là làm thật thì ăn cháo, làm láo nháo thì ăn cơm, là nó ở cái chỗ đấy đấy. Lần đó Quang Bộ Kế hoạch Đầu tư và Tài chính rót vào nhưng lại được ký duyệt qua Văn phòng Thủ tướng và đôi khi là cả Bộ Chính trị, Quốc hội, thì họ sẽ xử ai khi ăn xài hết vốn đó? Cái cổ phần hóa cái tài sản của nhà nước bây giờ là cả một một vấn đề, là cả một vấn đề. Không tài không cổ phần, và không cổ phần thì cứ phải rót vốn vào chúng chết, mà cổ phần thì bây giờ ai người ta mua, ai người ta mua mà cổ phần? Vâng, nông dân của chúng ta thì thất nghiệp và tha phương khắp chốn, đồng ruộng thì bỏ hoang, đồng ruộng bỏ hoang hiệu quả rất thấp, vì vậy là người ta tha phương. Thế thì bộ bộ tài bộ nông nghiệp và bộ công nghiệp
công công thương nghiệp đã giúp nông dân ở cái việc gì? Và các anh đã đầu tư đúng chưa, đúng đúng chỗ chưa, các anh đã giúp người ta bao nhiêu tiền của các tập đoàn của nhà nước đấy, thì các anh chạy theo cái hướng nào, và tại sao cái đồng vốn đấy chia đều nợ, và cái nợ của Việt Nam cũng khoảng mấy trăm tỷ đô, thì các anh đã đầu tư cho người dân được cái gì? Và muốn đầu tư cho người dân thì các anh phải rót cho và tạo cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ, vừa và nhỏ. Và doanh nghiệp vừa và nhỏ chính là doanh nghiệp cứu cứu nền kinh tế đấy, mà là doanh nghiệp bền vững nhất. Doanh nghiệp vừa và nhỏ là số vốn nó chia nhỏ ra cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì cái sự 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 an toàn vốn nó cao hơn là các anh tập trung vào mấy cái tập đoàn lớn. Và cái thứ hai là cái hiệu quả của các doanh nghiệp vừa và nhỏ nó giúp cho nền kinh tế và tạo được công ăn việc làm rất tốt, và tạo được rất nhiều công ăn việc làm cho người dân lao động. Chính các doanh nghiệp của nhà nước hiện nay là đang giết chết nền kinh tế của Việt Nam, không vận hành tốt, không mang lại hiệu quả, nhưng mà tiêu hao vốn, làm thất thoát vốn rất lớn, để cho đất nước Việt Nam nợ nần. Từ cái nợ nần đấy quay sang là vấn đề quay sang vấn đề là bán đất thì lúc nãy tôi có hỏi với các bạn là các bộ thì quản lý các tổng công ty, thì các địa phương thì quản lý cái gì ạ? Thì bây giờ là chúng ta chuyển sang phần thứ hai, là chúng ta bàn luận về vấn đề các địa phương quản lý cái gì. Các địa phương thì không được cái vốn đấy, và các tổng công ty thì thường là trực thuộc các bộ, các địa phương không quản lý. Vì vậy cái vốn ngân sách gần như là rót hết cho các tổng công ty. Các địa phương phải quay sang là quản lý đất đai và quản lý đất đai, và đại đa số đất đai là nó xung khắc với các địa phương, giữa người dân và bộ máy lãnh đạo, bộ máy chính quyền địa phương nó xung khắc. Vâng, các địa phương từ ngày có quản được quản lý đất đai và ông Đặng Hùng Võ đại diện cho Bộ Tài nguyên Môi trường, ông đã có cái phương pháp là ông thổi giá lên giá giá và ông thổi giá lên giá khủng, giá khủng, giá đắt trong cái nhóm nhất nhì thế giới. Từ đấy nó sinh ra là mâu thuẫn xã hội rất lớn, và dân oan rất nhiều. Nó tạo cơ hội cho các doanh nghiệp tập đoàn bất động sản làm giàu, không những làm giàu trên trên xương máu, trên mồ hôi nước mắt của người dân Việt Nam, mà còn có nguy cơ thu gom đất đai cho các doanh nghiệp nước ngoài. Vâng, doanh nghiệp nước ngoài họ vào họ thuê 75 năm, thậm chí đang đòi lên 90 năm, 100 năm. Nhưng với một cái giá thuê bèo bọt, giá thuê rẻ như bèo, gần như cho không. Thì nghiễm nhiên là người nước ngoài người ta được thuê cái giá bèo bọt, trong khi đó công dân Việt Nam thì phải mua mới với một cái giá cắt cổ chính cái mảnh đất của ông cha mình. Vâng, phân tích ra thì chúng ta đã biết chưa, chính quyền địa phương thì nguồn lợi lớn nhất là đất đai, còn các bộ thì nguồn lợi lớn nhất là các tập đoàn, và từ đấy họ lại quên cái nhiệm vụ của họ là nhiệm vụ của mỗi bộ, mỗi mỗi ngành là đều có nhiệm vụ hết. Vâng, đều có nhiệm vụ hết. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải làm cái gì? Bộ Tài nguyên Môi trường thì phải làm gì? Nhiệm vụ của cái ấy là phải làm các con sông nó sạch lên đấy, phải bảo vệ môi trường, vâng, trồng rừng, phải bảo vệ môi trường nước, rồi bảo vệ môi trường không khí, bảo vệ chống xói mòn, chống chống lũ ống, lũ quét, chống lũ lụt, vâng, bảo vệ. Những nhiệm vụ của các vị là như vậy đấy, chứ không phải nhiệm vụ các vị là đi
đi chia lô bán nền thôi. Vâng, bộ giáo dục cũng thế, bộ giáo dục không phải là giải ngân sách, nay thay sách này mai thay sách kia, mỗi một lần như thế mấy chục nghìn tỷ. Vâng, năm nào cũng mấy năm một lần là lại có mấy chục nghìn tỷ, trong khi đó tập trung ngân sách không đúng, vâng, không đúng, đúng đúng không đúng nơi đúng chỗ, giải mành mảnh chỗ nào cũng giải ngân sách ra, cuối cùng chất lượng giáo dục không không có gì, chất lượng rất thấp. Bộ thể thao và du lịch thì thế nào, chủ yếu là xây làm mấy cái thể thao và văn hóa đấy, văn hóa thể thao du lịch đấy. Chủ yếu là đi tập trung mấy cái khu du lịch, tập trung vào làm mấy cái tượng và mấy cái tượng đài đấy ạ. Mấy cái tượng đài nó rất gọn, nó rất gọn, vì vậy cho nên là đỡ đau đầu, nhưng hiệu suất phần trăm thì nó cao. Bộ nông nghiệp thì bỏ rơi nông dân, bộ công nghiệp, công thương nghiệp thì vâng, thì chúng ta biết rồi đấy ạ. Công thương nghiệp không giúp nông dân được cái gì, được bùa thì mất giá, được giá thì mất bùa, bán hàng thì bị người ta ép giá, người ta gần như lấy không, người ta lấy không hàng hóa, gần như lấy không. Thì vâng, sau đó người ta bảo quản một vài tháng sau người ta quay ngược lại bán cho người Việt Nam với cái giá đắt đỏ. Thế thì Bộ Công Thương làm cái việc gì? Bộ Công Thương bỏ rơi công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, bỏ rơi công nghiệp sau chế và sau thu hoạch. Ngành công nghiệp của Việt Nam làm cái gì? Chủ yếu là làm mấy cái việc về mấy cái gia dụng ở trong nhà thôi, làm những cái chạn bát, những cái bàn, cái ghế gỗ ở trong nhà thôi. Và làm những cái lồng, vâng, những cái lồng nhà nào bây giờ ở thành phố cũng phải có những cái lồng thật chắc chắn vào, phải trộm cướp nó vào, nó đột nhập